Khi cô coi tới cái bài ca Đất Phương Nam trỗi lên, cô thấy rõ ràng là hội trường im hết, cả rạp im lặng hết. Và cái lúc đó tự nhiên cô rất là cảm xúc. Cô không phải đang coi Đất Rừng Phương Nam, cô cảm thấy có sự hòa quyện giữa hai cái phim đó với nhau. Cho tôi nhắn gửi tất cả những cái hình bóng của cái phim Đất Phương Nam ngày xưa đó, bây giờ nó trào về. Hai dòng nước mắt tự nhiên nó chảy luôn, cái cảm xúc nó dâng trào lên vậy đó. Rồi gỡ lại được anh Vinh Sơn, gặp gỡ được tất cả những diễn viên của phiên bản truyền hình. Lòng nó hạnh phúc lắm. Cảm ơn đoàn làm phim đã tạo cho cô trở về gặp nhiều thầy, cô giáo, anh em, đồng nghiệp. Kỷ niệm đó bây giờ được thể hiện trên một phiên bản Đất Rừng Phương Nam. Phiên bản điện ảnh rất là hoành tráng, rất là quy mô. Và mình coi giống như là mình được sống lại nguyên một cái khoảng thời gian mà mình cùng lặn lội với đoàn phim. Thể hiện rõ được cả một miền đất Nam Bộ mình trù phú. Và rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Nó bồng bềnh mà nó mãn nhãn mà nó rất là thú vị luôn đó. Tính cách nhân vật của những cái vai mới trong cái phiên bản Đất Rừng Phương Nam này, Dũng khai thác tâm lý nhân vật rất là tốt. Ai cũng có cái hay riêng. Hầu như tất cả nhân vật đều có đặc diễn hết. Mà nó nói lên được rất là nhiều điều. Từng cái diễn viên ở trong bộ phim này là mình nhớ lại tất cả những cái vai diễn của cái phiên bản truyền hình mà mình đã từng tham gia. Tất cả đều tròn vai và làm cho người xem thấy thích thú. Kể cả cậu bé An, An bây giờ cũng có hình bóng hao hao như An Hùng Thuận ngày xưa đóng rồi đó. Khi được gặp chú Hùng Thuận là bé An phiên bản trước thì con cảm thấy mà mình rất là vui, tại vì mình được đóng lại một bé An, một bộ phim rất là hay ở trước. Con cảm thấy rất là vinh dự khi mà được gặp các cô chú gạo cội đã từng đóng phim Đất Phương Nam. Con gặp thì con được học hỏi rất là nhiều thứ. Chỉ 2 tiếng thôi nhưng nó cũng có đã chuyển tải được những cái điều cốt lõi. Tải lên hết từng chi tiết á. Và cũng lấy được cảm tình của rất nhiều người. Khóc rất là nhiều cảnh ở trong này. Dù một kịch bản phim truyền hình trước cũng như phim điện ảnh bây giờ, tôi đều say hết, tôi đều mê. Nó vẫn gắn với lại cái miền đất Nam Bộ của mình, nhưng mà nó có một hương vị riêng, một sắc thái riêng, một cái thi vị riêng. Rất hy vọng là cái bản này sẽ thắng lớn. Những diễn viên trẻ sẽ kế thừa được những cái vai mà của các cô chú lớn tuổi rồi. Và các bạn đã làm tròn cái vai diễn của mình, từng vai được khắc họa đầy đủ và rất là ấn tượng luôn. Và tôi tin rằng và tôi mong rằng khán giả nên ủng hộ phim Đất Rừng Phương Nam. Vì đây thực sự là một phim rất đáng xem ạ. Ngày xưa có Đất Phương Nam của bản truyền hình, thì hôm nay có Đất Rừng Phương Nam của bản điện ảnh.